Kamen Rider Saber Toma Kamiyama. Ký ức của anh chỉ còn sót lại là một giấc mơ cùng quyển Wonder Book Ray Dragon. Sức mạnh này đã kéo anh tới những sự kiện liên quan tới hội kiếm sĩ Master of Logos lẫn phe Magic. Nhưng trước đó, bản thân anh chỉ đơn giản là một tiểu thuyết gia, một người thực hiện ước mơ của mình với niềm động viên của hai người bạn thơ ấu, trở thành một tiểu thuyết gia khá thành công và đang được May, một cô gái tại tòa soạn, hối thúc mong anh tiếp tục ra những cuốn tiểu thuyết hấp dẫn của mình. Nhưng với tính cách của bản thân, Thomas quan tâm nhiều hơn không phải về số lượng bản in, mà đó đến từ những ngồi bút của anh, những câu chuyện anh kể ra phải thật sự từ chính trái tim của mình. Vướng vào sự kiện kỳ lạ xảy ra trong thành phố, khi đó Magic, những tên quái vật phản diện trong Kamen Rider Saber, bọn chúng đã dần thức tỉnh và tiến hành kế hoạch của mình cùng với một Kamen Rider bí ẩn. Toma bị kéo vào quyển sách nơi liên kết về thế giới kỳ ảo Wonder World. Tưởng chừng mình đã lạc vào chốn thiên đường, tên Magic mang sức mạnh của Golem tấn công anh. Đối mặt với tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, anh thể hiện quyết tâm của bản thân và ước muốn cứu giúp tất cả mọi người. Quyển sách Ray Dragon đã liên kết với thanh hỏa kiếm. Anh đã vượt qua cả biển lửa để nắm chặt lại thanh hỏa kiếm, thức tỉnh nó với Ray Dragon Wonder Book chuyển hóa thành Color Saber. Đúng với tên gọi của mình, Color Saber có vũ khí chính chính là thanh liệt hỏa kiếm sau khi chuyển dạng. Thanh kiếm được cấu tạo bằng biểu tượng lửa và gương mặt của Saber trên phần thân. Lưỡi kiếm toàn bộ những ký tự được khắc chìm vào trong nó. Anh là một kiếm sĩ sử dụng thuận tay phải với tạo hình một nửa là Dragon đến từ quyển Wonder Book, phần màu đen với những viền đỏ không có bất kỳ biểu tượng nào đặc biệt. Phần giữa của anh được điểm tô màu trắng. Sau này anh sẽ có những dạng biến thể liên quan tới phần trái và phần giữa cơ thể. Giáp lưng của anh có khả năng kích hoạt một lượt 3 Wonder Book. Của Ray Dragon mang cho anh sức mạnh của rồng và lửa với gương mặt biểu tượng lửa đỏ và hình chữ X. Đặc trưng nhất của Saber là cảo thanh kiếm kéo dài từ tận đỉnh đầu của anh cho tới phần thân, nhìn cực kỳ điệu nghệ. Anh thể hiện rõ bản thân là một kiếm sĩ hết sức thiện chiến. Khả năng chính của anh tất nhiên là những nhát chém mang hơi thở của rồng với những ngọn lửa thiêu đốt kẻ thù. Ngoài ra anh còn sở hữu tuyệt kỹ khi nhấn vào Ray Dragon Wonder Book, đó là tạo một nắm đấm lửa với hình đầu rồng. Một đòn tấn công mạnh hơn là anh cũng sử dụng chính nắm đấm đó, nhưng triệu hồi sức mạnh của Ray Dragon tấn công khắp khu vực chiến đấu. Anh có hai đòn tất sát. Đòn sử dụng kiếm, anh sẽ bọc lửa quanh thanh kiếm lao vào chém liên tục kẻ thù như đang chém một tờ giấy. Kẻ thù cho dù chúng có kích thước khổng lồ như thế nào. Đòn tất sát thứ hai là đòn Rider Kick. Anh lao lên bầu trời bằng sức mạnh của ngọn lửa, đá xuyên qua kẻ thù với những trang sách được hiện ra và kết liễu chúng bằng sức mạnh từ ngọn lửa của Ray Dragon. Shindo Rintaro, anh là Second Rider trong Color Saber, được thầy của mình, người sở hữu thủy kiếm đời trước, truyền lại cho quyển Lion Senki cũng như thanh thủy kiếm. Anh là người kế thừa sức mạnh của nước. Vẻ bề ngoài vô cùng nghiêm túc và điềm đạm của Rintaro cho chúng ta cảm giác anh ấy là một người vô cùng chững chạc. Nhưng trong thâm tâm của anh lại là một người tốt bụng và tử tế, sẵn sàng chỉ dạy tất cả kiến thức của mình về kiếm thuật cho Toma, một người vốn dĩ không phải là một kiếm sĩ chính thống. Được nuôi dưỡng và đào tạo bởi Sword of Logos từ nhỏ do gia đình của anh đã không còn. Thông qua sự luyện tập cũng như cống hiến của mình, anh đã được tổ chức vô cùng tín nhiệm và được trao cho nhiệm vụ đi thu thập lại quyển sách Ray Dragon trên tay của Toma, chứng kiến sự kiện tấn công của đám Magic và nhiệt huyết của Toma khi hất tỉnh được thanh hỏa kiếm. Anh đã có cái nhìn khác về Toma và sẵn sàng giúp đỡ anh trong trận chiến tiếp theo. Hỗ trợ Saber trong quá trình chiến đấu những tên Magic, Rintaro đã chuyển hóa thành Commander Black. Tạo hình của anh dựa trên thủy kiếm và quyển sách sư tử chiến ký Lion Senki. Anh không tạo hình bất đối xứng như Saber. Tông màu của anh là xanh dương chủ đạo của thủy kiếm và quyển sách sư tử bầm xanh. Điểm tô vào một chút phần bạc. Phần đầu sư tử thể hiện rõ trên phần thân do quyển sách trung tâm Lion Senki được đặt giữa driver của Black nên tạo nên cơ thể vô cùng cân đối. Phần gương mặt là những chiếc gai nhọn cũng như phần kính thể hiện một vệt chém bất đối xứng giống như một con sư tử đã trầy da tróc vảy trong những trận chiến cam go của nó. Khác với phong cách chiến đấu uy dũng cũng như mãnh liệt ngọa kiếm của Saber, Black thiên nhiều về sự uyển chuyển cũng như kỹ thuật trong những cú đá đòn của mình. Phong cách chiến đấu của anh thể hiện rõ là một tay kiếm đã luyện tập từ rất lâu, có những đường kiếm và những kỹ thuật chiến đấu được mài dũa rõ ràng qua nhiều năm tháng chiến đấu gian khổ. Khả năng chính của anh là cường hóa thủy kiếm, bao quanh nó bằng những luồng nước để tấn công cũng như phòng thủ. Anh sẽ phóng thẳng một luồng nước với quy lực cực mạnh để tấn công kẻ thù ở phạm vi tầm xa. Khi kích hoạt quyển Wonder Book Lion Senki, triệu gọi mãnh sư của mình lao vào tấn công kẻ thù kèm với một nhát chém thủy lực cực mạnh tạo ra từ thanh thủy kiếm.
đòn tất sát Lion Wonder tụ năng lượng vào ngực của mình, phóng ra một tia nước dọn tan kẻ thù xung quanh và bao bọc kẻ mạnh nhắm tới bằng quả cầu nước. Hắn bị vô hiệu hóa cho đến khi Black ra đòn kết liễu bằng một nhát chém với năng lượng của nước hoặc là một cú Rider Kick. Kento Fukamiya, anh ta cũng là một kiếm sĩ của Sword of Logos, là người sở hữu thanh gươm sấm sét, cũng giống như Rintaro, người sở hữu thanh gươm của nước. Sau khi nghe tin ngọa kiếm đã chọn được chủ nhân mới của mình, anh đã đến hiệu sách của Toma để gặp lại người bạn cũ. Kento có vẻ bề ngoài trầm tính và một sự nhân hậu với tất cả mọi người. Anh luôn lo lắng và giúp đỡ những người vô tội bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của đám Magic. Vẻ bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong của anh là một nội tâm vô cùng xung đột. Bản thân là một kiếm sĩ nhưng cha của anh, ám kiếm sĩ, đã phản bội lại Sword of Logos, chống lại tất cả mọi người, mang trong mình tội lỗi của người cha. Anh luôn tìm kiếm sự thật nhằm giải quan trong ấy và tìm kiếm ông ấy bằng tất cả những trận chiến của mình. Lần đầu gặp gỡ Toma bằng sức mạnh từ thần đen, anh từ tốn ngồi trên tấm thảm và đến gặp Toma với sự bình tĩnh vốn có của mình. Cuộc gặp gỡ với Toma đã dẫn dắt anh gặp được ám kiếm sĩ, kẻ đang muốn đoạt lại Grey Dragon cũng như ngọa kiếm từ Toma. Trận chiến này đã lần đầu tiên cho chúng ta thấy sự bất bình tĩnh của Kento khi phải đối mặt với quá khứ của bản thân. Anh lao vào tấn công ám kiếm sĩ mặc dù cả hai bên có chênh lệch về thực lực. Lần đầu tiên chuyển hóa, anh đã henshin thành Kamen Rider Espada với sức mạnh từ quyển Wonderbook thần đen. Anh có tạo hình bất đối xứng giống với ngọa kiếm sĩ. Cơ thể của anh được điểm tô bằng hai tông màu chính cùng với tông màu quyển Wonderbook trắng ở phần thân phải, màu xám ở phần giữa và phần vàng kim là tượng trưng cho quyển sách thần đen. Những vệt sáng nhìn giống như những tia sét được anh chém ra từ thanh lôi kiếm. Gương mặt của Espada là gương mặt hình vòng cung giống với hình ảnh một mặt trăng tròn. Và phần thanh gươm từ đầu tới thân, thần đen chỉ có bên phần vai trái, biểu tượng chiếc bình được mở ra với đôi mắt của một vị thần bên trong, với một cọng dây xích nối với thân và phần áo tròn ở tay trái. Giống với Rintaro, anh là người thiên về kỹ thuật do đã tham gia Sword of Logos từ nhỏ. Khả năng kiếm thuật của anh vô cùng điêu luyện và thành thục, không thiên về sự uyển chuyển như thủy kiếm. Anh sẽ có những cú né đòn và ra đòn cực kỳ dứt khoát, thể hiện rõ nguyên tố của anh là lôi. Quyển sách thần đen sẽ giúp anh triệu hồi nên một tấm thảm thần kỳ. Anh có thể cưỡi nó để ra những đòn tấn công trên không. Ngoài ra, khi kích hoạt cùng với Wonderbook, nó sẽ triệu hồi nên một thần đen thật sự tấn công và thường sẽ ôm chặt vào vô hiệu hóa kẻ thù là chính. Giống như bao rider khác, trong Saber, đòn kết thúc của anh Azarin Diaburo, anh sẽ lao lên không trung, tăng cường sức mạnh của mình bằng sấm sét và lao nhanh về hướng kẻ thù với tốc độ kinh người mà nó mang lại. Đòn tấn công thứ hai là một nhát chém được thực hiện bởi thanh lôi kiếm. Anh chém với tốc độ cực nhanh để xuyên phá kẻ thù và để lại những vệt sét phía sau. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like, subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Rider On. Thanh Quá Trinh. Hẹn xin.